Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 25 tháng 9 năm 2022, siêu bão Noru đã khiến Philippines phải ban hành báo động cấp độ tín hiệu 5, tức là cấp thảm họa với quốc gia này. Chỉ có ít giờ đồng hồ nữa, siêu bão Noru sẽ đi vào Biển Đông. Cùng ngày 25 tháng 9, chính quyền Philippines đã sơ tán người dân sẵn sàng ứng phó với siêu bão Noru. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với sức gió cấp 15, giật trên cấp 17, tức là cấp 18 đến cấp 19, ở ngoài khơi sóng biển ngập trời, sức phá hoại cực kỳ lớn, các tàu trọng tải lớn cũng phải tránh bão khẩn cấp. Cập nhật về đường đi của bão Noru, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là 167-183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là 134-149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, là từ vị tuyến 12,5 đến 20 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 14, tức là 134-166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, tức có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, là từ vị tuyến 12 đến 20 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 108 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên đất liền Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 62-74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/h, cường độ suy yếu dần. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình cơn bão trong các bản tin sau.